Rồi, chào các bạn, Hiên đã quay trở lại với các bạn đây. Thì lần này Hiên sẽ xuất hiện với một video là hướng dẫn nặn mụn tại nhà với cái phương pháp vô cùng đơn giản. Thì đầu tiên là chúng ta cũng sẽ chuẩn bị dụng cụ giống như là khi mà chúng ta nặn bình thường. Nhưng mà lần này có một sự khác biệt, đó là thay vì là cái kim nặn, cái cây nặn mụn, thì Hiên sẽ sử dụng là tăm bông để chúng ta sẽ nặn. Cái ưu điểm của phương pháp này thì sẽ giúp cho chúng ta là giúp cho khách hàng là không có bị đau, sưng, tấy, và đặc biệt là sẽ không để lại vết thâm sau khi mà mình nặn mụn. Vậy thì sẽ cùng xem là chúng ta sẽ sử dụng như thế nào nhé. Tương tự như phương pháp nặn mụn bằng cây nặn mụn thì đối với phương pháp này thì tới cái bước sau khi mà chúng ta dùng cái kim để chúng ta chích cái đầu mụn ra để cho cái lỗ chân lông nó rộng lên một chút để cho nhân mụn nó dễ được bong lên á, thì chúng ta sẽ dùng hai cái cây tăm bông. Lưu ý một chút, đó là cái chất liệu làm tăm bông này thì nó sẽ là bằng gỗ nhá, mình không nên lấy bằng nhựa, bởi vì bằng nhựa thì nó sẽ vẫn đau và nó chọc vào thịt thì sẽ đau khách hàng, còn khi mà mình lấy bằng gỗ thì nó sẽ mềm hơn, được chưa ạ? Và khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ lấy hai cái đầu tăm bông và chúng ta sẽ đẩy nhẹ theo các chiều khác nhau, và chúng ta sẽ đổi, nếu như mà cái chân mụn nó chưa ra thì chúng ta tiếp tục là lấy cái kim nặn mụn và chúng ta sẽ làm nới rộng ra một chút cái lỗ chân lông để cho nó nhân mụn nó dễ trồi lên hơn. Thì sau đó là chúng ta sẽ chuyển hướng cái cây tăm bông sang cái hướng khác, để chúng ta sẽ dùng lực nhẹ nhàng chúng ta đẩy thì cái nhân mụn nó sẽ lên tương giống như là trên hình là Hiên đang làm đây. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng tay di chuyển sang những cái vùng khác để chúng ta tiếp tục nặn những em mụn tiếp theo. Và hy vọng thì video ngắn này của Hiên thì sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái phương pháp nặn mụn vô cùng là nhẹ nhàng, không gây chảy máu hay là không đau, hay là không, đặc biệt là không để lại vết thâm cho khách hàng nha. Các bạn hãy subscribe và theo dõi video tiếp theo của mình nhé.
thì sẽ ăn khác không?